Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Cường Video. Hôm nay nhân tiện cài con vang số X5 bản quyền, gửi đi Nam Trực Nam Định cho bác chơi loa JBL. Thì tiện đây em sẽ hướng dẫn các bác phối trộn Echo Revert tại cái không gian cố định của các bác. Khi bọn em cài thì cái Echo Revert trộn thì nó vẫn là trộn theo cảm giác, chúng là không không chắc chắn được, phải không ạ? Không chắc chắn được. Thì hôm nay hướng dẫn các bác trộn Echo Revert theo cái ý của mình, theo ý của mình và theo không gian thực tế. Cái này là phần quan trọng nhất này, khi phối trộn Echo Revert này. Thì các bác để ý là khi mà tiếng mic đã rà xong ấy, rà xong rồi này, căn mic ok hết rồi này, thì làm sao để trộn được Echo Revert nó hợp lý nhất theo cái không gian. Đấy, theo cái không gian của các bác. Thì bây giờ em sẽ thử căn chỉnh cho các bác có học theo nhé, theo cái Echo Revert, theo cái ý đồ của các bác, theo cái ý đồ của các bác và theo cái không gian của các bác. Thì đầu tiên các bác ấn vào phần main cho em, phần main này. Ok chưa? Đó, có để ý đây nha. Bình thường em trộn như con vang này em sẽ trộn thẳng echo ở phần main out ấy, tức là phần ra của loa ấy. Nó lên 120. Có thể 100 hoặc 110 tùy theo sở thích. Và revert nó đây là 16, phải không ạ? Revert đây là 16, nó tùy theo không gian nhé. Đây này em đang căn cho bác ấy, ở cái không gian của bác ấy tương đối là hẹp. Hẹp thế nên là để xuống như này nó hiện tượng nó oan nhẹ. Thì để trộn thì các bác cho hết về không, Echo Revert về không hết nha, cho về không. Cái này các bác nên học nhé, nên học để làm theo cái không gian của mình. Và cái này thợ bọn em cài thì nó vẫn là tương đối thôi, không có độ chuẩn xác. Và bác thử tiếng mic này, thử tiếng mic này, bật tiếng mic này này, đây này, đây này, em đang cắm mic đây này. Nên đây là tiếng mic mộc. Nên 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7, tức là không có tiếng nào bị nhòe, tức là tiếng mic của bác đã ok rồi, căn chỉnh đầu vào tiếng mic đã ok rồi, đúng không ạ? Thì làm sao để phối thì bác phối cái revert đầu tiên nhé. Revert là mình hiểu nó lại này, revert là cái gọi là ảo đập không gian. Nếu không gian rộng thì cái này nó ảo đập cho nó phù hợp. Và nếu revert mà nó lớn hơn cái ảo đập này, nó lớn hơn cái không gian của bác thì nó sẽ gây tâm bị oang. Thì bác tăng dần lên, tăng và alo. Nên 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2. Chúng quyền của không cây đa và sau đây cũng hát tình ca bắt đầu. Khi nào tiếng mic nó đầy và nó có đuôi đấy, nó có đuôi và ta cảm thấy nó sinh động hơn, nó rõ lời và nó cảm giác dần lời của mình nó dày hơn và nó không bị oang thì đấy là cái ngưỡng để mở to lên tí nữa nó sẽ oang các bác này. Nên đấy, nó oang thì rất là khó chịu, nó khó chịu. Thì tùy theo không gian nhé, không gian của em này thì em sẽ để là 30. Đấy, 30 là vừa, ok. Sau đó thì các bác trộn sang cái phần Echo. Echo thì chẳng hạn cái Echo nó như này này. Các bác để ý là phần Echo này các bác trộn lên này, các bác tăng lên này. Tăng khi nào cái chế độ này là chế độ Echo Revert. Nếu mà chế độ Revert không thì các bác sẽ căn nó khác đi. Đây chẳng hạn em căn cho các bác chế độ Echo nhé. Thì con này em đang bật ở sẵn ở cấu hình Echo ngắn. Thì các bác tăng này, tăng Echo làm sao vừa đủ. Thì Echo thì các bác tăng nhiều hay ít là so sở thích. 5 6 7 1 2 5 6. Anh ngờ biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi ấy mùa này con nước nắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh chẳng hạn như này này là chế độ revert, có thể có hiểu là đây là chế độ revert, tức là revert hát chính và echo chỉ đệm vào cho mic nó nhẹ thôi. Đây là có thể hiểu là chế độ revert. Nên 1 2 và tiếng nó sẽ êm ái hơn, dễ hát hơn, phải không ạ? Các bác tăng lên tí này có thể chuyển thành chế độ echo, tức là echo cộng revert. Thì bao giờ các bác trộn cũng phải là trộn revert. Vì sao? Vì revert nó làm cho tiếng mic của mình dày lên. Nên 5 6 7. Đây là chế độ revert này, trộn echo. Các bác nên lúc nào cũng có trộn revert với echo, trộn nhiều trộn ít là do cái không gian của các bác và trộn theo cái sở thích của các bác nhá. Chẳng hạn như là các bác có thể trộn cái revert là xuống 20. Và chỉ có echo không thôi. Nên 5 6 7 1 2. Đấy, đây là chế độ echo gần như là echo không,
chỉ trộn một chút reverb để cho tiếng mic nó dày và nó sinh động hơn. Đấy, các bác lưu ý nha. Còn nếu như mà các bác mà muốn hát reverb không ấy, thì các bác cho echo về không. Đây là cách phối trộn, nhưng mà khuyên các bác là lúc nào cũng phải trộn cả echo reverb. Gần như ở trên thế giới đa phần những nước hát mà hát dân ca ấy, thì họ chỉ hát mỗi tí reverb thôi và trộn riêng Việt, nhưng riêng Việt Nam và những cái khu vực mà phát âm nó hay uốn lưỡi như Việt Nam ấy, hát dân ca ấy, thì bao giờ cũng có trộn cả hai. Ca sĩ Việt Nam tối thiểu cũng phải 20% echo. Đấy. Cái sở thích hát echo thì nhiều ít là do từng người, và có người hát yếu hát chậm nên tại sao phải cài chế độ 1, chế độ 2, echo ngắn, echo dài ấy, là ở cái điểm này. Các bác để ý nhé. Đấy, các bác phải tăng lên 40. Lên 1, 2, 5, 6, 7. Đây có thể là vẫn là chế độ reverb các bác nhé. Reverb trộn echo ít. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em nhé. Các bác nhớ là cái trộn reverb là theo sở thích và theo cái không gian. Nhớ là reverb là theo không gian. Đây này, có những không gian các bác cho lên 50, 60. À, nhưng không gian của em nó chỉ được khoảng tầm 30, 35 đến 40 thôi. Là nó đã oang rồi. Nó oang thì nghe nó hát nó không nó khó chịu. Nó oang ấy, nó khó chịu, và echo nó lặp lại cái tiếng vang, tiếng oang ấy, nó càng khó chịu. Nên các bác để ý là cái phần này cực kỳ quan trọng. Cái echo thì không nói làm gì, echo là theo sở thích rồi. Sở thích người hát yếu hát khỏe thì mình căn nó phù hợp. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.